Rồi bắt đầu. À, xin mời em giới thiệu bản thân nhỉ? Bên này anh ơi, trước đi. Rồi bên nào trước? Từ bên này trước hả? Nào em tự giới thiệu bản thân trước không? Cái nhân vật của em này. Đúng rồi, đúng rồi. Tên em là gì? Cái nhân vật là gì? Sinh năm bao nhiêu? Rồi. Mình là Chip, Giang Thị Chip. Sinh năm 91. Tên thật là Hồng. Okay. Cảm ơn em. Em cùng đẹp trai à? Rồi. Tôi là sinh năm 93, tên chung em là Oliver. Chocolate, Vietnam. Ok. Mình là Vương, tên nhân vật là Vương Hiến, Chocolate, Jabu. Ok. Sinh năm bao nhiêu? Năm 94. Ok. Rồi, được con béo. Con béo, tên là ca sĩ, nhà ra anh em. Phó Kê Lan. Là Super Kê Lan. Ok. Xin chào cộng đồng ABA, mình là Huy Nót. Mình và Huy là hai người founder ở ABA Việt Nam. Hôm nay rất vui có mọi người có mọi người đây. Tên trong tên của mình là Huy Nót. Và tên thật mình là Quang. Mình sinh năm 89. Thích Huy. Xin chào mọi người, mình là Leon. Nói đi, quay mà. Quay à? Vũ Thương Chiến, xem chị ta. Thế nhưng mà song game của em là gì? Song game là Vietnam VN. Vietnam VN. Em đến giải không? Mà em đến giải đâu? Em không phải đến giải đâu nữa. Linh đinh ngoài đời của em là Kenny đúng không? Đi. Em không Kenny sang đúng không? Không nè. Ok. Ok, nào đến em. Mình sẽ làm cái game là Stop. Ok, cảm ơn em nhé.